Bây giờ thì người dùng các cái phiên bản Corel có lẽ là bắt đầu từ X7 đổ xuống, và bây giờ bắt đầu là bị quét bản quyền rất là nhiều. Và trong cái trường hợp mà nó quét bản quyền mà nó phát hiện ra thì nó thường là sẽ vô hiệu hóa một loạt các chức năng, ví dụ như là in là không cho in này, lưu không cho lưu, không cho cắt, không cho copy đấy, không cho export. Tất cả mọi thứ khác thì mình vẫn làm được bình thường, nhưng mà không không xuất ra sản phẩm được, không lưu sản phẩm được, không trao đổi tài liệu với lại các tài liệu với lại các chương trình khác để mà xử lý tiếp được. Thế thì tất nhiên là vi phạm bản quyền thì họ làm thế thì cũng đúng thôi đấy. Thế nhưng mà nếu như mà vẫn không có điều kiện để mà xử lý cái vấn đề bản quyền thì cũng có một cách mọi người hay sử dụng như thế này, tức là chúng ta sẽ chặn cái đường kiểm tra của Corel đấy. Một là các bạn tắt mạng, một là các bạn tắt thảm mạng luôn trong lúc làm thì sẽ, và sau đấy thì mới khởi động đấy. Và trong suốt quá trình nếu mà cẩn thận ra thì coi như tôi đã làm là tôi không bật mạng nữa, thì ông sẽ không kiểm tra qua mạng được. Đấy là một cách. Thế còn nếu mà vẫn có cái nhu cầu là vừa làm vừa lại trao đổi tin tức rồi vẫn tìm kiếm tài liệu ở trên mạng thì lúc này thì chúng ta nên giải quyết như sau. Gọi control panel nhé. Các phiên bản khác nhau thì có thể là gọi ở các chỗ khác nhau. Ở đây thì tôi đơn giản Win 10 thì tôi gõ vào Cortana này và tôi chọn control này. Gõ cái từ ra. Chỉ cần gõ một phần thôi thì nó sẽ đưa ra gợi ý đây rồi. Đó. Chúng ta chọn cái control panel. Đấy, thế sau đó thì tìm tới cái Windows Firewall. Tìm tới Windows Firewall và chúng ta sẽ xử lý tiếp bằng cách là bấm vào đây. Chờ cho cái chương trình nó lên thì chúng ta sẽ xử lý tiếp bằng cách là bấm vào phần Advanced Setting, thiết lập nâng cao. Sau khi mà cửa sổ thiết lập nâng cao nó mở ra thì chúng ta sẽ bắt đầu thiết lập một cái thao tác chặn. Thế ở đây thì chúng ta sẽ có là thấy in bông này hoặc là out bông này, thì bây giờ mình chọn cái phần này và trong trường hợp này đây, ví dụ Corel 6 là cái bảng mà trước đây nó bị quét và nó bị block rất kinh khủng thì mình có thể là mình tiến hành mình chặn. Cái thao tác làm thì bây giờ muốn chặn bảng nào cũng được. Đấy, thì chúng ta sẽ vào cái phần new rule này ở phía bên tay phải, cái phần action, nó sẽ mở ra một cái hộp thoại để nó yêu cầu bạn thiết lập là thiết lập chặn cái gì, chặn hành động nào. Đó. Thế là chúng ta bấm chọn. OK. Sau khi một hộp thoại nó mở ra, thì ở đây chúng ta xác nhận là cái thao tác này của chúng ta là nó liên quan tới một program, một chương trình, thì chúng ta có thể nó chọn đúng cái program này đi. Sau đó thì chúng ta nhấn Next, nó sẽ mở ra hộp thoại, nó hỏi là cái đường dẫn tới cái chương trình này là chương trình nào. Bây giờ mình nhấn vào Browse, mình chỉ cho nó biết là cái file chạy ấy, cái file exe của cái chương trình mà mình muốn chặn những cái trao đổi ra bên ngoài cái server của máy chủ ấy nó là cái nào. Thế ví dụ như là mình muốn chặn cái nào thì mình chọn và tìm, khi nào mà tìm thấy cái file mà Corel exe này à, đấy, bấm chọn. Ví dụ bây giờ chúng ta xem có cái chương trình nào nhé, local này, chúng ta vào cái thằng X6 đổ xuống thì bản này là bản 32 thì chúng ta sẽ phải tìm trong phần program file X86 này. Còn tất nhiên là cái bản 64 thì nó sẽ nằm ở bên này nhé. Ví dụ bây giờ mình vào phần Corel này, ở đây mình có X7, X8 này, đây, các phiên bản khác nhau đó.
muốn chặn cái nào, chẳng hạn nếu bây giờ tôi muốn là chặn cái thằng A8 này chẳng hạn, đúng không, thì mình sẽ vào phần này mình tìm đó, draw này, cái này nó sẽ là nằm ở phần program 64 này. Đây mình muốn chặn thằng nào thì mình sẽ chọn nhập open, chỉ cho nó rõ ràng đường dẫn là chặn cái nào, chặn liên kết kết nối kiểm tra rồi thì gửi thông tin qua lại giữa chương trình đăng cài này với lại server của hãng, để sau đó thì mình nhập next. Gì mà nó chạy hôm nay chạy chậm thật đấy. Đây thì nó sẽ đưa ra một loạt các cái nó sẽ đưa ra các cái tùy chọn. Thì đây là block connection không cho kết nối, đó. Ở đây có allow the connection, allow connection is secure. Mình chọn luôn cái cuối cùng này là block, đó. Như mặc định của nó là không cho kết nối. Nhấn next. Đây. Không liên kết đến domain, không liên kết đến cái phần private, không liên kết đến phần public này. Đấy, đánh dấu hết tất tần tật, sau đó nhấn next tiếp, đặt tên để cho biết là cái nào đó. Bây giờ tôi đặt tên là block. Chương trình được chỉ định này với lại các cái server của hãng, tại vì mình thông báo này là cái phần Windows Firewall nó sẽ chặn, có kết nối tới, có trao đổi thông tin mà trỏ tới cái chương trình này là nó sẽ chặn luôn, và nếu đã chặn thì nó sẽ không thể nào quét, nó sẽ không thể nào kiểm tra được là cái nào này có bản quyền hay không bản quyền, hợp lệ hay không hợp lệ. Còn tất nhiên thì mình đã ngay từ cái buổi đầu tiên mình đã nói chuyện rất rõ với nhau rồi, đó là cái phần bản quyền nó sẽ giúp cho mình là tiếp cận được với cực kỳ nhiều các cái dữ liệu rồi thì tài nguyên. Đấy là cái giá mình sai không bản quyền thì là nó sẽ hạn chế cực kỳ nhiều vấn đề là được hỗ trợ rồi cập thông báo cập nhật rồi các cái tài nguyên. Đấy, thế nhưng mà nếu mà không có điều kiện hoặc không thể nào lấy được thì chắc là sẽ phải đối phó bằng cái cách như thế này để tạm dùng, chứ còn nếu không thì nó sẽ biến thành cái chế độ view thôi. Đấy, làm xong chỉ có ngắm chơi với nhau, còn cuối cùng là không thể làm được cái gì cả. Đấy, các bạn có thể thử cái cách này để khắc phục khi mà cái trường hợp mình bị quét bản quyền. Chơi vui.